Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tùng. Thì nếu như anh em đang là người kinh doanh trên Facebook, đặc biệt là đang sử dụng nền tảng quảng cáo Facebook để phục vụ công việc kinh doanh của mình, thì anh em chắc hẳn sẽ quen thuộc với cái màn hình ở trên đây. Đó chính là cái việc tài khoản quảng cáo của anh em bị hạn chế. Ở đây là tài khoản doanh nghiệp. Thì nếu như anh em là người mới và chưa có nhiều kinh nghiệm và thật sự là anh em muốn chạy quảng cáo Facebook, muốn kinh doanh trên Facebook ổn định lâu dài, thì chắc chắn anh em sẽ cần phải chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ, đặc biệt là phần kiến thức. Thì nếu như anh em đang gặp phải tình trạng như thế này thì mình xin chia sẻ với anh em rằng là anh em sẽ cần phải học cách xây dựng cho mình một cái quy trình chạy quảng cáo Facebook. Để chạy được quảng cáo trên Facebook, anh em sẽ cần hai thứ. Thứ nhất đó chính là tài khoản quảng cáo, thứ hai đó chính là tiền. Anh em chỉ cần hai thứ này mà thôi, không cần những thứ khác. Vậy nên để chạy được, cái việc đầu tiên anh em phải có đó chính là tài khoản quảng cáo trước đã. Thì nếu như anh em mà đang sở hữu những cái tài khoản quảng cáo bị hạn chế như thế này, thì làm thế nào chúng ta có những cái tài khoản quảng cáo khác? Thì ở đây chúng ta sẽ cần phải xây dựng cho mình một bộ quy trình quản lý dàn tài khoản quảng cáo, hay nói cách khác hơn, nói chính xác hơn, đó chính là gì, để chúng ta luôn luôn có tài khoản quảng cáo để chạy, đặc biệt là với những cái thời điểm bão bùng như này. Ví dụ như trên màn hình em nhìn thấy mình đang có một con Via đang cầm rất nhiều tài khoản quảng cáo bị đài. Không sao hết, đối với một số anh em thì đây nó là bi kịch, nhưng với mình thì nó hoàn toàn bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài cái dàn này ra, mình còn rất nhiều dàn tài khoản khác, và thậm chí trong này nó cũng còn những cái con tài khoản mà chưa bị đai. Thì làm thế nào để những cái con đai này nó không bị ảnh hưởng bởi những cái con đai này, tuy rằng nó vẫn đang cầm nhé, ở đây mình đang cầm ấy. Em thấy không? Ở đây mình đang cầm chung đấy, nhưng mà nó không bị ảnh hưởng, em hiểu không ạ? Không bị ảnh hưởng đó. Ví dụ mình sẽ mở cho anh em một cái tài khoản như này đó, được chưa nhỉ? Ở trong này cũng có rất nhiều tài khoản khác và hiện giờ nó cũng đang chạy, đang chi tiêu ABC rất rất là nhiều, nó không sao hết. Ví dụ như cái con mình sẽ mở cho em xem con này đi đấy, chỉ còn quảng cáo này, thì đây là một con BM, nó rất là bình thường thôi, cũng chỉ là một con BM kháng thôi, và cái chi tiêu của nó đây, tối đa mình sẽ mở anh em xem, thì nó chi tiêu được 200 triệu rồi anh em ạ, chi tiêu được 200 triệu đó, nó không có gì gọi là khó khăn cả. Với những cái tài khoản chi tiêu 200 triệu này nó có chết không thì xin thưa nó vẫn chết, nhưng với những cái đợt bão quét như kiểu này, quét bên quét BM hay là quét tài khoản đi chăng nữa thì nó sẽ vẫn sống ổn định đó. Thì đặc biệt là những cái ngành hàng mình chạy đây là những mảnh hàng khó, hay anh em mình gọi là mảnh hàng viên bị sách. Ngoài ra mình sẽ xem anh xem đây đó, đây mình có thêm rất nhiều nữa, đây rất nhiều tài khoản khác, tài khoản cá nhân. Ngoài tài khoản doanh nghiệp thì mình có cái tài khoản quảng cáo cá nhân đó, anh em thấy không ạ, rất nhiều luôn đó. Mở thêm xem thêm đấy, kéo thêm đó. Thì nếu như anh em đang muốn chạy Facebook, muốn học chạy quảng cáo này, được chưa, muốn học chạy quảng cáo, muốn kinh doanh trên Facebook nó ổn định, đặc biệt là thông qua cái việc chạy quảng cáo Facebook, thì anh em sẽ cần phải xây dựng cho mình một cái thông điệp, cần phải xây dựng cho mình một cái quy trình làm quảng cáo Facebook chuẩn chỉ từ A đến Z. Từ quy trình thứ nhất là về tài khoản, quy trình về cách quản lý viên. Ở đây chúng ta sẽ không cần phải nuôi nick Facebook anh em nhé, chúng ta không cần phải nuôi nick Facebook, chúng ta chỉ cần quản lý thôi. Chúng ta mua những cái nick Facebook có sẵn rồi, chúng ta chỉ cần quản lý nó và sử dụng nó một cách hiệu quả thôi. Quy trình quản lý fanpage và quy trình chạy quảng cáo làm sao để tối ưu. Đặc biệt cái quan trọng nhất đó chính là quy trình làm một cái marketing tổng thể đa kênh, đa hướng ở trên Facebook, ở trên các sàn thương mại điện tử, ở trên các nền tảng mạng xã hội khác, để chúng ta tổng hợp và kết hợp làm sao để cho cái chi phí quảng cáo chúng ta nó rẻ nhất, để công việc kinh doanh chúng ta ổn định nhất. Thì sau những khóa học mình đào tạo, những khóa đào tạo cho học viên, thì mình nhận thấy rằng cái tư duy là cái vô cùng quan trọng và hầu hết các bạn đang thiếu, bởi vì các bạn đang tập trung vào cái phần công cụ và phần quảng cáo. Nhưng có một điều nữa đó chính là chính cái phần quảng cáo này các bạn luôn tự tin là các bạn nắm được rồi, các bạn luôn tự tin là mình làm được. Khi hỏi các bạn có làm được không và hiểu chưa thì các bạn đều nói được là đã hiểu và đã làm được, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thôi, nó chỉ hơi thay đổi một chút thôi là các bạn lại có vấn đề tài khoản, vấn đề fanpage, vấn đề kháng nghị, vân 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 vân, các bạn lại không làm được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tư duy về nền tảng, tư duy về cách làm của các bạn đang gặp vấn đề. Vậy nên là khi xảy ra vấn đề là các bạn không thể xử lý được, các bạn chỉ chăm chăm vào các bạn giống như những cái công nhân ở đứng những cái dàn máy ấy. Ví dụ công nhân ở đứng cái dàn máy mà để đóng gói sản phẩm thì cứ đến đấy, cái bao bì nó đến phát, các bạn dán thì các bạn làm được. Nhưng khi có một sản phẩm mới, tức là khi nó thay đổi bao bì, khi nó thay đổi kiểu dáng, nó không phải là đeo hình vuông nữa mà nó là hình tròn, hình tam giác, hình ngũ giác, thì các bạn lại không biết xử lý làm sao. Thì ở đây đó chính là cái phần
tư duy. Các bạn trước khi các bạn làm cái gì, các bạn cần phải có tư duy trước, tư duy về nền tảng của Facebook, tư duy về luật chơi của Facebook, thì chắc chắn rằng cái công việc, cái chạy quảng cáo Facebook, công việc kinh doanh trên Facebook nó rất là nhẹ nhàng, rất là ổn định, kể cả là có bão đi chăng nữa. Nếu như các bạn đang gặp bão vào thời điểm này thì hãy comment xuống bên dưới để mình biết bão. Và sắp tới mình sẽ có tổ chức một khóa đào tạo, và lần này mình sẽ đào tạo offline tại Hà Nội, và chúng ta sẽ truyền cho nhau những cái tư duy về nền tảng, và đặc biệt là sẽ từ cái tư duy đấy chúng ta sẽ giải quyết nó ra bằng những cái thao tác thực tế, những cái cầm tay chỉ việc. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye.